À, ta thấy bóng bóng hơi giảm sóc sâu của con BMW X5. Ta tháo ra, ta xoay, ta tháo ra, tháo đầu rắc tiêu ra này, tháo rắc hơi à. Đấy, xong ta dùng bơm máy nén khí, ta bơm hơi lên. Đấy, ta nén, ta cho và thử vào thùng nước để thử kín. Nếu nó hở thì nó thủng là do cái bóng khí nó bị thủng, bị hỏng rồi. Đấy, đây là bị thủng. Đấy, thứ hai nó bị lãng hóa nên cái mang cao su nó bị thẩm thấu nên nó hơi da dần, nên ta thấy mới cái khác vào này. Và cung cấp phụ tùng ô tô các loại. Phụ tùng TMH luôn là đơn vị uy tín, trách nhiệm với sản phẩm của mình bán ra. Thay mặt công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách và đối tác.